để chờ xe và mang theo con gái. Em đã rất nhiều lần khi mà cái game này trong Tết, em đã rất nhiều lần là em muốn ấp ủi, muốn nói chuyện với bố mẹ chồng em để em xin đi game vì con em còn quá nhỏ. Nhưng rất nhiều hôm ngồi xuống bữa ăn cơm, em đã không dám nói với bố mẹ em. Cho đến ngày cuối cùng, cách hôm căm là được 2 hôm, em quyết định nói với bố mẹ em, thì mẹ em bảo là con bé thế thì đi đâu. Thế là em bảo là nhưng mà chồng con đi theo. Thì mẹ em bảo thế nếu mà chồng mày đi theo thì không ngăn cản. Là em rất là cảm ơn chồng vì có chồng em nên hôm nay em mới có nhân diện là đứng ở đây để nói chuyện với mọi người và để chia sẻ với mọi người là như thế. Vì thực ra lý do mà để em sống chết em đến căm như này, ngày xưa em cũng đã từng tham gia game và em cũng đã từng ở hệ thống. Em lúc đấy em doanh số bán hàng, hôm em học game thì mọi người bảo là mày bán hàng được bao nhiêu tiền hàng trong một tháng. Lúc đấy Covid em chỉ bán được 3 triệu thôi. Thế diễn giả hỏi em là thế mục tiêu của mày tháng này đó bao nhiêu, bảo em được 5 triệu. Diễn giả gọi em lên đứng và chửi em 30 phút đồng hồ. Người ta bảo mục tiêu gì mà 5 triệu, chả bằng tao bán một lọ kem. Thì lúc đấy là em mới nhận ra một điều là tại sao người ta phải học game. Người ta học game để người ta nâng cao tinh thần của người ta lên. Thế thì tối hôm qua chồng em có nói với em một câu này. Em người ta nghèo thì lâu giàu thì mấy chốc, nhưng mà tại sao mà từ một cái thằng buôn gà mổ lợn mà sao bây giờ nó giàu thế. Em có nói với chồng em một câu là mai anh vào đi, mai anh vào anh hỏi thầy đi là vì sao. Vì người ta có người dẫn đường nên là người ta mới giàu như thế. Lời đầu tiên cho em được người lần cảm ơn tới tất cả những bài học trải nghiệm và thực tiễn ngày hôm qua. Và trên cái khán phòng ngày hôm nay thì em cũng đã nhận được rất nhiều những cái bài học và cũng như lời thầy nói. Thật sự em chưa có một cái khóa học nào giúp cho em được tỉnh thức, đúng không? Chưa giúp cho em được tỉnh thức và nó chạm vào trái tim, nó chạm vào đúng cái mong muốn, cái những cái gì mà em dốc cuộc mấy lâu nay. Có thể là qua những khóa học, qua rất là nhiều những cái khóa học tư duy phát triển bản thân và rất nhiều khóa học về xây dựng hệ thống đủ các loại luôn, nhưng thực sự là chưa có một cái khóa học nào nó chạm đến cái sự xúc động của em. Khi mà được học qua các kênh của các thầy ạ, thì cái sự quyết tâm của mình và cái việc làm của mình nó chắc chắn hơn và nó nhanh hơn, dứt khoát hơn, quyết tâm phải đạt được cái những cái đó. Và em đã dần dần, như là hiện tại bây giờ là em đã dần chuyển gần như là 50% sang bên đây gầy rồi. Và tiếp theo là thực sự là những cái câu chuyện về, nhưng mà nó chưa thực sự đạt đến cái cảm xúc của mình. Hôm qua khi mà nghe câu chuyện của thầy ấy, mình liên tưởng đến người sếp của mình. Thì tự nhiên là mình đặt địa vị mình vào như vậy và mình cũng đang là ở trên một số người, số lượng rất là ít thôi, thì tự nhiên mình cảm thấy rằng là mình thật sự là thương cái người thủ lĩnh của mình, thương cái người chủ tịch của mình. Đấy là thật sự là hôm qua em đã nhận được cái giá trị đó và là mình đã cảm nhận được rằng mình hiểu được cái người cấp trên của mình hiểu được cái người dẫn đường của mình. Và với Hằng thì chưa bao giờ có việc là tin nửa vời hay là làm nửa vời cả, mà nó chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh thôi. Còn khi mà đặt niềm tin thì sẽ không bao giờ thay đổi, trừ khi là tắt hẳn. Một là tắt hẳn, hai là rực lên, chứ không có chuyện là dở dở ngơ. Cuối cùng những cái thêm học được đó là học được cách để mình tự tin này, quyết tâm tự tin vào công ty, vào chủ tịch và những chiến lược đường ống của ban cố vấn đưa ra, cùng với tự tin vào mình sẽ làm được, chắc chắn mình sẽ làm được cùng với các đồng đội của mình. Năm 2023 nhất định hệ thống của đại bàng lửa sẽ thành công rực rỡ. Chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống,
làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Nếu chỉ còn một ngày để sống, buồn mang không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng đến xa đi chưa được bình an. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nuôi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được